Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Mã này mã chữ Y, gồm 10 cây máy cưa. Thì đầu tiên có Makita này, tay cụt Makita, tay dài Gren đó. Một cây Kirit Gren luôn các bác nhá. Con này là Echo đó, 332 361, có Shinawa đó, có Sakdoman, Komatsu và cây Shinawa. Đó, chúng đi khai thác phá rừng các bác nhá. Đó, đầu tiên các xem video thì lên chuyến này này, đăng ký kênh bật thương báo. Các bạn là 0862 567 746, sẽ qua liên kết sử dụng và Zalo. Đó, bên em bán ship hàng toàn quốc bác nhá. Đến nơi bác được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái, bảo hành nòng điện bơm nhớt cho bác là 9 tháng. Sản phẩm bác mua cưa sẽ gồm là rũa tip và tô vít này. Đó, ba món theo kèm lô chữ Y cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đó, đầu tiên cái Y1 thì em có một cây Makita. Mã này là Makita MDE 4040. Con này trong số là 40cc các bác nhá, lòng 40 ly. Con này cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40. Xích là chạy xích chung 91 các bác nhá, làm đen nhám. Đó, làm zin theo máy luôn. Cái đời 440 này được tích hợp là chế độ là van xả áp. Cái này có chức năng bác ấn vào giật rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, cây này trước mình đi cắt củi gia đình. Đó, bác đi cắt những quanh đường kính này tầm 4550. Đó, đặc biệt Makita nó nghiêng về độ lệ sang cực kỳ là cao bác nhá. Con này được trang bị là lốc nhô này. Đó, vô vọng trắng tươi luôn. Hàm rồng đủ nguyên bác nhá. Cây này trọng lượng rơi vào 5kg thôi. Rất là nhẹ nhàng, thích hợp mình cắt củi gia đình. Makita thì nó nghiêng về độ lệ sang cực kỳ là cao các bác nhá. Con này ốc áng hoa thị trống tuyết này, đó cực kỳ đẹp luôn. Đó, hàng nguyên nguyên bản của Makita các bác nhá. Con này thì thích hợp nào mình kinh tế hạn hẹp. Đó, bác cần con máy cắt ngon, đó khỏe, đó cắt được trong thời gian dài. Con này bác cắt gọi là sớm tối luôn. Đó, đi cắt cố quế, keo mỡ, bạch đàn và kiếc. Đó, thoải mái luôn các bác nhá. Cắt gia đình. Nói chung cây Y1 rất là rẻ, 1.600.000 bao ship. Đó, test của bác nghe từng máy này. Tiếng cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Dòng này cắt gia đình gọi là hết được chấm luôn. Đó, cây Y1 giá là 1.600.000 bao ship. Thế là cây Y2. Y2 thì em có một cây Makita. Mã này là Makita MDE 331, là dòng tay cụt của Makita bác nhá. Này công suất là 33cc. Dòng tay cụt này thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn, nó rơi vào khoảng tầm 4.2 kg. Đó, lai bản dài mặt cắt là 35 lam 40. Xích là chạy xích chung 91 các bác nhá. Làm Makita làm gì theo máy luôn. Đó, con này thì bô vọng trắng tươi, màu cam rất là đẹp, bơm sang phụ này, thắng tiếp hoạt động bình thường. Đó, full chức năng. Cái dòng Makita tay cụt này trước mình leo trèo tỉa cành. Các bác làm những công ở trên cao. Đó, đặc biệt thì cánh em sử dụng dòng tay cụt này rất là nhiều. Thì mình có tuổi các bác nhá. Các bác cắt gia đình, cắt củi nấu rượu các thứ. Mua banh đường kính này tầm 25-30. Đó, Makita để chạy cực kỳ lợi xăng các bác nhá. Bởi 331 này thì giật cực kỳ nhạy nổ luôn. Đó, full chức năng. Đó, làm Makita bô bọng trắng tươi. Đây là số xe của nó các bác nhá. Đó, ở phía Buji. Đó, cây Y2 giá là 1.800.000 bao ship. Đây nổ bác nghe cái máy này. Giá là 1.800.000 các bác nhá. Dòng này cắt ra đến gọi là bao ngon luôn Makita. Tiếp theo cây Y3, Y4 thì em có hai cây Kirit, một cây là Kirit, một cây là Kirit Gren. Đó, cây này là Gren, con này là AC330. Đó, con này công suất là 33cc bác nhá. Dòng nồi đồng cuối đá, con này tất cả đều bằng hợp kim nhôm luôn. Con này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 40 lam 45, xích này chạy xích chung 91, lam Gren các bác nhá. Con này thì bên em đã lên một sợi xích mới cho nó rồi các bác này, hai ốc giữ lam. Đó, con này thì gọi là cực kỳ là bền luôn. Con này trọng lượng rơi vào tầm 4.5 kg. Đó, Gren là dòng máy cắt cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu này. Cái thứ hai rất là bảo vệ môi trường. Trước mình leo trèo tỉa canh, dòng tay dài này, bạn đi cắt gỗ tầm trung. Đó, ngô banh con này tầm 4-5-50. Đặc biệt tua của dòng Gren này cực kỳ là cao bác nhá. Bơm sang phụ này. Đó, con này gọi là nồi đồng khối đá. Đó, tất cả đều là kim nhôm hết bác nhá. Hàng nguyên nguyên bản của Kirit Gren. Đó, con này là Gren. Đó, con này giá là 2 triệu bao ship. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy này. Rất là căng luôn các bác nhá.
giá là 2 triệu bao ship, độ bền rất là cao. Con này hàng cực kỳ đẹp nguyên zin luôn bạn. Tiếp theo cây số 4. Số 4 thì em cái tay dài. Con này là tay dài hệ đời cao bác nhá. Cái này là Kirit Grand màu trắng rất là đẹp luôn. Dòng máy này sẽ nhẹ hơn một chút. Cái này nó rơi vào tầm 4,2 kg. Đó, cực kỳ là bền luôn các bác nhá. Con này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 40 lam 45, xích này chạy xích chung 91, lam Kirit Grand là zin theo máy. Con này là lam đen nhám luôn các bác nhá. Hai ốc chữ lam. Con này màu trắng hàng bãi cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này thì thắng tiếp hoạt động bình thường này. Không cần các bác gạt lên. Đó, tem xuống thì đó các bác nhá. GC 304, đó kim Max in Japan này, số chỉ đó các bác nhá. Bơm sang phụ có những thứ full chức năng. Dòng này thì bác nào mà cắt công trình, cắt trong nhà kính, có bác nào một tham khảo Kirit Grand lên nhá. Con này là bản đời cao. Cái hàng thiếu thùng luôn. Đó, con này các bác cứ kéo nhẹ, đây là nổ bác nhá. Dòng Grand này thì độ nhi nổ nó rất là cao. Đó. Đó, nghe tiếng rất là giòn của bác nhá, giòn như bánh đa luôn, độ bền con này. Đó, con này giá rất là đẹp, 2.200.000, máy đẹp các bác nhá. Đó, rất là đẹp. Tiếp theo cây số 5. Số 5 thì em công cây Echo. Con này là Echo 332, đó hệ quốc dân. Con này công suất là 33cc, được trang bị lam bản dài mặt cắt là 30, xích là chạy xích chung 91, hai ốc dưỡng lam. Cái dòng này thì độ bền, đó Echo nhưng về độ bền các bác nhá. Con này hàng cực kỳ đẹp luôn, làm một chữ Echo này. Cái này trọng lượng rơi vào 5 kg. Đó, cái dòng này cho mình đi cắt củi gia đình. Đó, đi cắt gỗ tầm trung nha bác nhá, to bằng cái pick này, bắp đùi bắp chân gọi thoải mái luôn. Con này thì bác nào mà làm những công việc gọi là trong thời gian dài, cắt liên tục các bác nhá. Bác tham khảo mẫu Echo này, con này là hàng gọi là rất là phổ thông luôn, các bác sử dụng dòng này rất là nhiều. Đó, nó mặc dù nó nằm mà tua nó rất là cao. Đó, máy chạy cực kỳ đầm máy các bác nhá. Rất là tiết kiệm nguyên liệu, lắp xăng này, đây lắp xăng các bác nhá. Dưới này nắp nhớt, đó là có ký hiệu này các bác lưu ý các bác nhá. Đó. Cái này là được tăng chỉnh bằng nhớt bằng tay. Đó, bác nào mà thích nhiều thích ít thì nó có sẵn luôn trên này, đó rất là tiện. Đó, cái này trọng lượng là 5 kg thôi, cắt khai thác này. Đó, cây này giá rất là rẻ. I5 giá là 2 triệu bao ship. Echo 332. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy này. Đó, rất là căng luôn các bác nhá. Chốt thì em sẽ chỉnh ngon lại cho bác, đó là xăng gió bác chỉnh ở phía các bác nhá. Đó, bác nào chốt em sẽ chỉnh ngon luôn cho bác luôn. Đó, con này giá là 2 triệu bao ship. Tiếp theo về số 6. Cháu em có một cái Echo. Đó, con này là Echo CSV361. Đó, con này đầu trang bị ống suất là 35,8cc, 4,5 kg. Đó, nếu mà cả lam xích xăng nhớt rơi vào tầm 5 kg bác nhá. Lam bản dài con này, lam mặt cắt là 35 lam 40, xích nhà chạy xích chung 91, làm Echo, làm Latin. Đó, hai ốc giữ lam. Con này là hàng nguyên zin nguyên bản bác nhá. Bơm sang phụ các thứ này. Con này rất là đẹp. Cái dòng này chưa ông đi cắt chuyên nghiệp mà đi cắt thuê cắt mướn, hoặc là mà làm những công việc khoảng tầm 5-6 tiếng, cắt liên tục trong thời gian dài. Đặc biệt cái dòng Echo máy nóng rất là nhạy nổ bác nhá. Đó, nó không giống như hàng nội địa chung máy nóng rất là khó nổ, riêng con này máy nóng cực kỳ nhạy nổ luôn, cắt liên tục thoải mái luôn bác nhá. Làm Latin này, đó sợi xích zin của nó này, các bác nhìn này, dày rất là dày các bác nhá, phải mới được tầm 95% nữa. Đó, xích zin thì cắt rất là bền. Đó, con này được làm Latin dày dặn luôn, làm Echo. Đó, cái này trọng lượng 5 kg. Đó, cắt cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Hơi hàng con này hàng nguyên zin bản, đó giật rất là nhạy nổ luôn. Giá con này có 2.500.000 bao ship cái Echo 361. Test nổ bác nghe tiếng máy này. Cực kỳ là cao luôn các bác nhá. Giật lần thứ hai giật rất là nhạy nổ.
cây i6 giá là 2.500.000, báo ship. Cặp cây i7 thì em có một cây Shinawa. Con này là Shinawa 380 các bác nhé. Con này là hai ốc giữ lam 40cc, lam bản dài mặt cấp là 35-40, xích là chạy xích chân 25. Đó, lam là tinh các bác nhá, lam dày dặn luôn, lam Shinawa này. Đó, cái lớp này là lớp nó in vào lam không mất được. Đó, nó bị sẩy mất lớp sơn ngoài rồi. Đó, cái này là lam zin các bác nhá, hàng nguyên nguyên bản. Cái này trọng lượng rơi vào 5 kg. Cái dòng này thì hệ anh em miền Tây rất là thích, đặc biệt Shinawa thương hiệu đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản luôn các bác nhá. Đó, con này thì được trang bị là lốc nhôm này, hàm rồng. Đó, bô đen nhám rất là đẹp. Dòng này trên mình đi cắt tầm trung, đi cắt bán chuyên nghiệp, cắt thuê, cắt mướn hoặc là phân đoạn. Cái dòng Shinawa này chạy thì cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu. Đó, dòng này thì hệ anh em mình thấy rất thích, cắt dừa khai thác, đó, cắt sớm tối cả ngày luôn. Shinawa thì nghe tiếng tua cực kỳ là hay luôn các bác nhá. Dòng này cực kỳ là bền. Đó, lắp xăng ở lắp đỏ, lắp phía trước là lắp nhớt đuôi lam. Đó, một cây Shinawa cực kỳ là VIP 380. Cái này giá là 2.800.000, bao ship, cắt củi gia đình gọi là cực kỳ là ngon luôn. Test nổ các cái tiếng máy này. Rất là êm luôn các bác nhá. Cái i7 giá là 2.800.000, bao ship. Theo cái i8 thì em có một cây sách Doman. Đó, con này là sách Doman 110. Đó, con này được trang bị công suất là 43cc. Đó, tem số gì đó bác này, Make in Germany. Sách Doman này là hàng của Đức các bác nhé. Con này thì trước mình đi cắt chuyên nghiệp này, đi cắt phá rừng khai thác, cắt thuê cắt mướn. Con này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 45-45, xích là chạy xích chân 325. Lam con này lam Latin các bác nhá, xích 325. Đó, xích zin còn dày luôn. Đó, bác nhìn mắt này cực kỳ là dày. Con này tháng trước hoạt động bình thường, full chức năng. Cây này thì trước ông mình đi cắt chuyên nghiệp, đi bán chuyên nghiệp các bác nhá, đi phân đoạn các thứ. Con này được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng và đủ nguyên này. Đó, làm sạch đồ ma, làm zin theo máy. Một cây này trọng lượng rơi vào tầm 5,5 kg các bác nhá. Đó, sạch đồ man thì tua của nó cực kỳ là cao. Dòng này bác ký cắt tầm 100-120 thoải mái luôn. Một cây hàng cực kỳ là VIP. Đó, sạch đồ man là một cây đó, ốp bằng hợp kim nhôm các bác nhá. Đó, lốc nhôm. Đó, con này cực kỳ là đẹp. Đó, con này giá là 3 triệu, bao ship cây i8. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy này. Sạch đồ man thì nghe tiếng gọi là rất là nổi tiếng luôn các bác nhá. Cây hàng cực kỳ là VIP nha, thương hiệu Đức. Tiếp theo cây số 9 em có một cây Komatsu. Đó, con này là G3005 hệ phổ thông. Con này cực kỳ đẹp bác nha, màu vàng này. Con này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chung 91, làm Ryobi, làm gì theo máy. Hai ốc giữ lam, đó, ESK 3000, giảm giật giảm rung lò xo này, hai ốc 7 màu giữ lam rất là đẹp luôn bác nhá. Con này tháng trước hoạt động bình thường. Cái dòng này trước mình đi cắt công trình, cắt trong nhà kính, đặc biệt dòng Ryobi thì máy chạy cực kỳ là êm bác nhá. Nó được trang bị là bô giảm thanh cách âm, nó ở trong có lõi lọc bằng lưới quặc bác nhá. Dòng này bác cắt công trình các thứ cực kỳ là êm luôn. Mình đi cắt gỗ tầm trung, cắt phân đoạn, bơm xăng phụ các thứ đầy đủ. Ngoài ra này được trang bị là trục giật trợ lực lớn. Cái dòng này các bác cứ giật nhẹ lên là nổ bác nhá. Độ nhẹ nổ con này cực kỳ là cao luôn. Cái này trọng lượng rơi vào 5 kg. Đó, cái này hàng cực kỳ đẹp. Đó, hàng như mới luôn các bác nhá, hàng như chưa xài. Cái này là hàng nguyên zin, làm Ryobi luôn. Cây màu vàng này giá là 3.200.000, bao ship. Cái dòng này các bác cứ giật nhẹ lên là nổ các bác nhá. Đó. Rất là VIP, cây i69 giá là 3.200.000, bao ship, Ruby 3.500. Tiếp theo cây cuối cùng thì em có một cây siêu phẩm luôn. Con này là Shinawa hệ máy lớn, con này là 577. Đó, con này trong bị công suất là 60cc. Đó, trước mình đi cắt chuyên nghiệp này, đi phá rừng, khai thác, xẻ xiếc. Lam bản dài mặt cắt là 50, xích là chạy xích chân 325.
làm nối trợ lực tản nhiệt các bác nhá, làm của Shinawa luôn, rất là đẹp. Bên em đã lên một sợi xích mới cho nó rồi các bác nhá. Con này được trang bị là hai ốc dự lam. Cây này thì là một cây hệ máy lớn. Đó, Shinawa thì con này tua nó cực kỳ là cao bác nhá. Đó, nhìn form thiết kế giống Estin cho này. Đó, cây này thì được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng còn đủ nguyên bác nhá. Làm nối trợ lực của Shinawa cực kỳ là đẹp luôn. Đó, cái nồi đồng cối đá Made in Japan số gì đó đây các bác nhá. Cây này thì đứng đầu số 1 hàng Nhật Bản luôn. Con này trước mình đi cắt chuyên nghiệp này, đi xẻ xiếc con này tầm gỗ vanh con này tầm 4-5-50. Đó, rất là to luôn các bác nhá. Đó, hoặc là đi cắt thuê cắt mướn. Rồi, cây cuối cùng, cây cực kỳ là vip Shinawa 577 máy lớn. Cây này giá là 3.500.000 bao ship các bác nhá. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy này. Đó, công tắc thì bác gạt lên này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.